lắm. Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở cái xe hải sản đang rất là nổi tiếng trong những ngày vừa qua ở hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn. Thì đây cũng là cái hẻm mà đi vào bánh tráng Cát Thi đấy các bạn. Bánh tráng Cát Thi thì ở cái cây cầu số 2 từ cái hẻm 1005 đi vào. Thì cái tiệm này nó trước khi vào bánh tráng Cát Thi là mình gặp ngay tiệm này rồi. Thì những ngày vừa qua thì tiệm này đang rất là có tiếng và các bạn thấy là mọi người đổ xô tới ăn á. Thì hôm nay mình quyết định là mình tới mình review cho bạn xem, để xem là cái quán này nó có gì mà mọi người lại tới đây ăn đông như vậy nha các bạn. Đây, bây giờ mình đi vào mình coi nào. Đầu tiên là đây mình thấy ốc này, rồi tôm hùm này, rồi cua này, đây. Đây là cua gà chiên, cua cốm vậy chị. Con nào đã lắc lên là chìm. Cua này bao nhiêu ký anh biết không? Cái này 200 hả? 3 con 200. À 3 con 200. Còn không càng là 1 con 300. À 3 con 100. Một loại là 3 con 200. Một loại là 3 con 100 các bạn ạ. Đây có cả tôm hùm nữa này. Đồng quá. Đây. Này cho mấy con. Này mấy con này chứ? Biết làm gì em làm anh chị cũng làm gì em làm cho nè. Sao mé đâu tỏi sao bơ nhưng mà nghĩ là sao mé là ngon. Rồi mình chia hai hộp đi, hai vị đi, một cái tàu bơ tỏi một cái sao mé nha. Cái này 3 con 200 đúng không chị? Dạ 3 con 200. Rồi có cắt, mình cắt ngay tại chỗ cho đây là. Đây đây để mình vô mình xem chị cắt này các bạn này. Đó chị bên quán đó các bạn. Đây. Trong này xào tỏi các thứ. Đúng rồi, bên này răng muối. Này răng muối này. Cái này nướng phô mai phải không? Rồi cái này nướng phô mai. Đây đây chị chép phô mai lên. Con tôm hùm này là bao nhiêu chị? Con này là 150. 150 hả? Phô mai rất là nhiều. Cũng để xem chị phết nhiều không? Nếu mà nhiều quá thì ăn nó lại ngậy. Vừa phải. Đúng rồi, vừa phải. Nhưng mà cái này là em đã chế biến rồi, nó không có ngoại ra ăn. Dạ dạ, tức là mình đã pha chế lại. Đúng rồi, mình thêm gia vị vô đây rồi. Quán mình mở lâu chưa chị? À, quán em mở được 2 tháng rồi, mùa dịch đó. À, 2 tháng 10. Cái chi nhánh của em là ở ngoài Bùi Viện. À, ngoài Bùi Viện nhưng dạ, mà còn ở đây là mình mới mở để phục vụ cho bà con mang về thôi. Nay mình mở lại Bùi Viện chưa? Dạ chưa, ở chỗ ngoài chưa cho bán mà. Dạ dạ. Rồi, quán Bùi Viện tên gì chị? Để hôm nào mà cũng mình biết tôi luôn anh. Em con cua gặp em đem về luôn. Đúng rồi, của anh này nãy giờ đâu. Không, chưa thêm. Đồng, đồng, đồng quá các bạn ạ. Nữa không anh? Về, đem về. Lập liền, con lớn hay con nhỏ? 100 chỉ có chi nhánh quán ở Bùi Viện nữa các bạn ạ. Còn bây giờ con tôm hùm mình sẽ nướng này, 150. Đây, bây giờ mình lại mình xem bên này. Náo nhiệt ồn ào, nhộn nhịp luôn các bạn. Cua nhìn cái màu rất là đẹp các bạn ơi. Cái này bao nhiêu một con? Trong này chắc ít hơn này. 150, 200. 3 con 100 là cái này đấy ha. Không chân không càng là mình cái con cua không này các bạn này. Hôm nay chắc là mình ăn cái này đi. Đó, cũng rất là nhiều nha các bạn. Cái bên trong này là khác ạ, cái có chân. 100.000 ba con này con, cái không càng này mới là 100.000 ba con. Dạ. Đó để ghi. Trong này á các bạn, con cầm xíu hả cô? Cái này là nguyên chân nguyên càng như thế này á là 200.000 ba con. Còn 100.000 ba con mà vừa rồi các bạn đi tìm rất là nhiều là cái này đây. Nó cũng giống như này nhưng mà không có chân có càng hay đúng không chị? Yeah. Chị đang bảo ăn cái này đi cho chất lượng. Thì mình muốn đang muốn review cái loại 100.000 ba con này để xem nó như thế nào. Chứ còn thực ra thì món nào ở đây các bạn thích thì các bạn ăn món đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy 3 con. Mình lấy đại nha các bạn. Cho em cái gì em bỏ vào đi chị ơi. Cái này là 100.000 ba con nha các bạn. Mình nhắc lại là vậy nha. Bạn nào muốn ăn thì có thể ghé qua. Đây bạn Diễm cầm hộ mình đi. Cho con cái gì con bỏ. Đồng lắm các bạn ạ. Đây. Ăn thử 100.000 ba con. Đấy. Con này có vẻ hơi nhẹ này. Mình kiếm cái con nào nặng nặng đó các bạn. Con này nặng này. Thì cái kích thước của nó gần như nhau hết các bạn ơi. Đây 300.
À quên, ba con 100. 30 mấy ngàn, 33.300 đồng một con đó. Khách mua mang về này, 400. Bà Diễm cầm hộ mình với. Tôm hùm này, hôm qua mới ăn tôm hùm review cho bạn rồi, có lẽ hôm nay lại phải ăn tôm hùm tiếp các bạn ạ. Nặng không? Này có tới hơn nửa ký quá. Từ cân thử coi, không có tính cân nhưng mà 4 lạng mấy, gần 5 lạng này các bạn này, là 100 ngàn đó. Tính ra cũng rất là rẻ các bạn ơi. Cái này mình xào cái gì con? Con rang me hay xào tỏi, xào bơ tỏi. Ăn me chấm mì ăn thử đi, xách me. Rang me chấm bánh mì ha. Ok. 100 ngàn. Bà Diễm hôm nay ăn tôm hùm không? Hôm qua mới ăn tôm hùm, cái tôm hùm 59k đó các bạn. Thì mình sẽ lựa chọn thêm một cái món gì đó nó đơn giản hơn. Ốc móng tay này là bán như nào cô? 50 ngàn. Xào rau muống cho con một phần ốc móng tay xào rau muống nha cô. Đây. Ở đây người ta làm sạch sẵn cho mình rồi, chỉ bỏ vào xào thôi các bạn ơi. Càng cua này là bao nhiêu vậy? 100 ngàn một con. Càng cua. Cua gạch 100 ngàn con, 200 này 150. Này là cua gạch vậy ha, 100 ngàn một con này các bạn này. Này là cua gạch, là cua cái đó các bạn. Còn cái này 150. Con này 150 nha các bạn. Ở đây mình thấy là bán ốc một phần 50, nó chắc là mình sẽ lấy thêm một phần ốc. Bạn Diễm rất là thích ăn ốc hương. Ốc hương này cũng một phần 50 luôn hả anh? Dạ, cho em một phần ốc hương luôn. À, bạn Diễm lấy cái bàn kia chưa? Cái tôm hùm nhà ốc hương thì mình răng muối ha. Răng muối đi. 50 một phần ha. Còn cái tôm hùm nhỏ nhất đó là bao nhiêu một con? Tôm hùm nhỏ nhất là 100 một con. Ở trong đây là 250 ba con. 250 ba con. Đây. Cái loại nhỏ nhất này là 250 ba con nha các bạn. Dạ cho con ổ một ổ bánh mì cũng được cô ơi. Đây. 250 ba con này các bạn này. Ở bên kia có bàn để ngồi ăn nha các bạn. Có bàn luôn. Cái này là làm món gì được con? À, cho con này. Đây nhìn con cua rất là ngon nha các bạn. Gạch không à? Mình ăn 3 món rồi, vậy là đủ rồi. Có mất 200 chị. Cua gạch. Ủa, chị đang lấy cái loại 100 ngàn 3 con đấy. Em nghe nói là cái cua 100 ngàn 3 con này số lượng nó cũng có hạn đúng không chị? Một ngày mình bán được khoảng mấy ký? Mỗi khi em có 2 mâm, mà em có 1 mâm. À mà hôm nay là còn ít hơn 1 hôm nữa. Dạ, luôn. Tại em coi cái clip của mấy bạn khác review, các bạn nghe chị nói là nhiều người tới đây là không có lắm mà đi về. Nhưng mà các bạn biết là còn cái loại mà 200 ngàn 3 con nữa. Thì tùy cái nhu cầu của các bạn thôi. Đang 200 ngàn mà con mà chắc cú luôn đó, cái đó là không có dây á. Đó, có cua gạch cua này làm gì vậy con? Cua ai vậy? Không biết cái này là cua me hay gì vậy? Có con gạch, con gạch đó. Cua tay muống rồi, có cái mì không? Cái này đó muối. À cái đó phần đó là 120 phần đó chị. Còn được 2 lạng chị? Còn được 2 lạng. Này 120. Cái càng cua lúc nãy mình hỏi giá đó các bạn. Nhưng mà tại vì người ta đông quá, nhiều khi mình quay người ta, mình hỏi người ta cũng không nghe kịp. Ăn me theo rồi. Ok, vô bàn đi em lựa cho. Em gái, em đi chú ý thôi. Còn cua này sao chị? Gửi xe trong này này nha. 200 con hả? Ở đây là có cái hẻm này để mình gửi xe nha các bạn. Đấy, mình cũng đang để xe ở trong đó luôn.
Cái món ba con trăm ngàn đây này anh này, là không có chân, còn cái này là 200, ba con. 200 ba con. Cái này nó chỉ có cái mình không như thế này này. Mình lựa con nào nó nặng nặng á. Tôm này 150 con. Cái này cũng xào luôn hả? Xào luôn. Mình muốn làm món gì cũng được. Chị gái bên quán rất là dễ thương các bạn ạ. Đây, anh lấy 3 con 200 ha. Dạ. Đây chị ơi, anh lấy 3 con này. Này sao mẹ mẹ mẹ. Này mới tới lần đầu hả? Dạ đúng rồi. Sao mình biết quán này vậy? Tại em đi ngang à, đi ngang cắt thi nè. À, đi bộ bánh tráng. Em lựa con này quá. Nhiều khi khách lựa chưa chuẩn mình lựa lại dùng khách luôn ha. Cái này xào gì vậy con? Cái con dùn đó. Cũng dùn không biết xào gì. Không biết. Còn tôm này chị. Tôm 150 con. Có cà ghẻ. Dạ không mẹ. Tôm này bé luôn. Tôm tươi xào. Ba con này làm gì? Xào me. Xào me ha. Cay không anh? Dạ vừa vừa thôi. Tôm nước của Mai đi, rồi ăn con 200 cho nó chất lượng. Hoặc là 150 cũng được, mập lắm. Nè đem cho anh coi nè. Nó mập mà nó bung thịt ra luôn ha. Cắt ra mập bao ăn luôn. Lượng con ha. Không, ăn cái khác đi. Tính có ghẹ mà không có ghẹ. Không có ghẹ, có ghẹ. Có càng cua. Tức là mang một bánh tráng ăn luôn này. Mình nhắc lại là cái tiệm này rất là gần tiệm bánh tráng Cát Thi nha các bạn. Cùng cái hẻm 1005 này luôn. Thì các bạn cứ đi vào trong hẻm này là thấy, tại vì cái địa chỉ ở đây mình cũng không có thấy ghi địa chỉ nên là mình không có đọc được. Nhưng mà nó gần như là cái đường độc đạo á, cái hẻm này á. Nên là các bạn đi vào là gặp à. Ba con cua. Anh có cái men đi, ba con me nè. Đương qua bên bếp thì làm cái bếp này full rồi. Anh Nam đi mấy người? 4 người. Phải thêm rồi đó. Ba con 100 là con 200. Ba con là 200. Ba con có càng mà. Đây là ba con 200 nè các bạn. Đấy. Cái này anh làm món gì đấy chị? Ánh xào me. Xào me luôn. Chúng ra thành phẩm đó, quay thành phẩm. Đây, cái này cua gạch đây ha. Xào me. Gạch quá trời nè các bạn này. Bỏ biêu vô cho. Cái này người ta trước khi chế biến người ta cắt là các bạn thấy liền à. Cái này là cua gạch mình rang me luôn hả chị? Đúng rồi, rang me nước me nè. Nè cái gạch nè mọi người. Ôi. Nè cái mai nè cho mọi người. Phần này là bao nhiêu tiền đấy chị? Con này là hai con này 150 hả? Con này 300 là con này là 300 ngàn đó. Con này 300 ngàn là hai con đây ha. Cua này cua bao ăn nha. Bao ăn đúng không ạ? Cua này cua bao ăn nha. Nói chung là người ta cắt ra rồi nên là nếu như mà không ngon là đổi lại liền. Đúng rồi, cái giá này 150 ngàn là mình phải bao ăn cho người ta. Còn ba con 100 thì không bao ăn cái đó. Tiền nhập cái đó. Này hấp sẵn này xào cũng nhanh thôi ha. Dạ, cái này để cho nước me kẹo kẹo xuống một xíu. Các bạn ơi, trước mặt các bạn là cái phần cua mà rang me mà một con, ba con 100 đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử như nào nha. Ở đây mình có một cái bánh mì rất là to luôn này. Đó. Rồi ăn cái này mình còn có một cái phần ốc móng tay xào rau muống nữa các bạn ạ. Đang rất là nóng nha các bạn. Ba con 100. 33.300 đồng một con đó các bạn. 3333 đấy. Mời cả nhà nha. Cua ngon kìa. Con cua thì rất là đầy nhé các bạn. Nếu như mà nó ốp thì người ta sẽ đổi lại cho các bạn ngay, tại vì là người ta cắt ra để người ta xào á. Đây này. Đấy các bạn thấy này, cua này. Thịt nhiều này. Nói chung là mình nghĩ là 100 ngàn một phần như thế này là hợp lý các bạn ạ. Mình cũng không cần cái hai cái càng làm cái gì.
có thêm hai cái càng nó lại mắc tiền thêm. Nếu mà ăn càng cua thì mình thích ăn những cái loại càng nó thật là to hơn. Còn nếu như đối với những cái loại cua này các bạn, những con cua như này thì cái càng nó cũng không có to lắm đâu. Nên là mình ăn cái thân của nó là chủ yếu. Thì mình nghĩ mình chi ra 100.000 mình mua 3 con như này nó cũng khá là lợi ích. Bây giờ mình ăn thử nha. Bà Diễm thấy sao bà Diễm? Nước sốt ở đây cũng hợp khẩu vị. Cái này là cái me chua này, nó ngấm vào này. Mình ăn thử nha các bạn. Nó béo béo, chua chua, cay cay, mặn mặn, đủ thứ vị ở trong này các bạn. Nhưng mà nó có chua chua một chút như này ngon nè. Còn bên này là cái phần ốc móng tay xào ra muống. Mình ăn thử xem cái ốc móng tay nó có tươi không. Ốc móng tay rất là dai, rất là dai, ngọt và không có mùi hôi. Theo mình là cái ốc móng tay này khá là tươi đúng không ạ? Xào vừa ăn đó bạn chưa? Này cho bánh mì. Nhưng mà nó hơi nhiều dầu mỡ một xíu. Đây, ốc móng tay mình chấm vào cái này các bạn ạ. Mời mọi người nha. Nếu mà ít dầu mỡ xíu nữa thì ngon. Ốc móng tay ngon ha. Mình nhớ ăn thử đi. Đây mình còn một dĩa ốc hương nữa nha các bạn. Ốc hương đây. Dĩa này 50. Một dĩa ốc hương như này 50 là mình thấy là cũng lại hợp lý nữa các bạn. Ở đây đây, cái tên là tiệm Ông Cua, có số điện thoại luôn này các bạn này. Đó, bạn nào cần gì thì gọi qua số này nha các bạn, hai số đó. Bạn nào đặt món ở quận 1 thì gọi số trên, quận 7 thì gọi số dưới. Còn muốn tới trực tiếp ăn thì hẻm 1005 đường Trần Xuân Soạn. Chấm bánh mì ngon mà chứ. Bây giờ mình chính thức là ăn cua đây. Bánh mì đấy các bạn này. Ồ, bánh mì rất là to luôn. Chấm cái nước này ngon. Mời các bạn nha. Lần đầu tiên mình ăn cua này. Trời ơi. Chấm cái bánh mì vào đây nó cái vị nó cực kỳ lạ lắm ạ. Nước này. Chua chua ấy. Mình nghĩ là mình nên đây, ăn như thế này các bạn này. Nếu mà chấm vào cái nước me các bạn chỉ cảm thấy vị chua thôi. Nhưng mà chấm vào cái này này, có gạch nữa. Cái gạch nó ở trong này này các bạn này. Đấy. Các bạn thấy gạch trong y như là mình chấm vào cái pate vậy á. Mời các bạn nha. Ngon hơn hẳn luôn các bạn. Chấm vào này chua quá. Đây là cái gạch này. Đấy các bạn thấy nha. Đây. Thôi mọi người nha. Hương ngon. Có hương ngon hả? Mình chấm là nó ốc hương ngon các bạn. Mình thấy một con cua như thế này thì rất là chất lượng rồi. Mình cũng ngại gặm chân gặm càng nên là mình ăn cái mình nó cũng được các bạn. Ngon quá. Và mình cảm nhận là nó khá là tươi các bạn. Ăn nó thơm, nó béo. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn thử ốc hương, bạn Diễm đang khen ngon. Mà có vẻ cay đấy các bạn. Ớt không à? 50.000 một dĩa ốc hương cái này. Quá rẻ luôn các bạn ơi. Mời mọi người nha. Cay. Ốc giòn. Đó. Mời các bạn con ốc hương nữa nha. Quá trời đúng không ạ? Ở đây trong cái dĩa ốc hương này bên này nè. Phải có 2, 4, 6, 8, 10 này. Phải đến 20 con đó các bạn. 50.000. Giờ mình lại ăn cái thịt cua. Chạy nước xong bún nha.
Ừ, mình giống kêu chai nước sâm đi. Chị ơi, chị cho em chai nước sâm với ạ. Ở bên phía đối diện có quán nước các bạn. Thì mình ăn các đồ này nó mặn mặn, nó cay cay, nó chua chua. Mình uống một chai nước ngọt nữa, nhất là cái nước mà người ta nhà nấu như nước sâm á, rất là hợp. Đây đây, ổn mắm ra nha. Không được, cái này vừa đấy chị, ngon. Các bạn thấy là thịt con cua rất là đầy nha. Đây. Không bị ốp. Ốp thì chị đổi ngay mà các bạn yên tâm. Và chị chủ quán rất là xinh luôn. Vạch béo ngậy các bạn. Phải có một thực tế các bạn phải hiểu là nãy giờ mình không nói là ở đây nó hơi nhiều ruồi một tí. Thì ở đây có mấy con rạch nó chạy ngang các bạn. Thì ruồi nó bay vô cũng bình thường thôi. Mình ăn ngoài đường phố mà. Mời các bạn nha. Cái này mình cắn luôn là cái thịt nữa này. Giới thiệu chị bán nước sâm luôn. Nước sâm ngon ha. À, đối diện là có tiệm nước sâm ngon á. Chai nước sâm bao nhiêu bạn chị? Chưa tính tiền chưa biết. Chắc 50.000. Thịt cua ngon nha các bạn. Em thích ăn ốc hương hơn. Bạn Diễm thì rất là thích ốc hương à. Chưa trọng mà. Em thấy chỗ này đông rồi. Cua rất là ngon các bạn ơi. Nên mình hay nói với các bạn á, mình rất là ngại bóc cái cua này. Nhưng mà vì review cho các bạn nên là mình phải ăn thôi. Ăn nó thì ngon các bạn ạ, nhưng mà bóc nó lâu lắm. Nếu như các bạn nào có thời gian thì các bạn lên mạng các bạn tìm hiểu á, thì cái món cua này ở cua ghẹ này ở Nhật đó các bạn, nó có một cái gọi là nghệ thuật tách thịt đấy các bạn ơi. Có một cái môn gọi là tách thịt của những cái con này, họ nâng tầm lên tách, để tách chuẩn rất là khó, nên là các bạn biết là những người ăn bình thường như mình nhá, bóc lúc nào nó cũng nát hết. Các bạn thấy nha, mời các bạn nha. Con cua này thì rất là đầy ha các bạn Diễm. Nãy bạn Diễm ăn cái miếng của bạn Diễm ngon không? Nó hơi mềm một xíu. Thịt chắc nha các bạn này. Nhưng mà con này thì lại của anh lại trắng bóc này. Bạn Diễm nói còn bạn Diễm ăn thì hơi mềm một xíu. Cũng tùy ấy. Ồ, thịt này. Cái miếng này mình chấm vào cái nước sốt đó các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá. Cái này mình chấm vào mình ăn hết luôn nha các bạn. Mời mọi người nha. Mình mua lẩu bánh mì cuối cùng luôn rồi á. Ừ. Rất mềm. Nãy giờ chắc là mình chưa nói giá cho các bạn. Cái này 50. Mình tổng kết giá cho các bạn xem nha. Cái này 50 nữa. Ăn nãy giờ chưa hết này, vừa ăn vừa review cho các bạn đó. Và cái này là 100. Tổng cộng là 200.000. Chai nước sâm chắc 50.000 gì đấy. Ăn no hai người đúng không các bạn? Nên là các bạn nào muốn tới đây ăn thì cân nhắc cái giá là rất hợp lý luôn. Đây, miếng cua nào cũng rất là đầy đặn. 200.000 ba món. Có những con ví dụ như là tôm hùm khoảng 150, 200 một con. Có những loại còn rẻ hơn nữa. Thì mình thấy ở đây người ta bán tôm cua, hải sản. Nhưng mà cái giá nó khá là hợp lý, tại vì là người ta bán cái size của nó vừa các bạn. Người ta không bán cái size quá lớn. Size càng lớn thì càng mắc tiền. Nhưng mà ở đây thì tại vì mình thấy cái khu quận 8 này thì cái hẻm vào nó cũng khá là nhỏ, nên là người ta lựa chọn cái đối tượng khách hàng nó bình dân các bạn ạ, nên là người ta bán cái giá này. Nhưng mà mình thấy khá là ngon, bởi vậy nên là quán rất là đông. Giờ mình ăn miếng này nha. Giá này là gạch béo ha. Lần đầu tiên mình ăn cái món mà rang me của này các bạn. Thịt con nó ngon. Thịt rất là ok nha các bạn. Thì có miếng của em nãy thì nó hơi mềm xíu. Ngại bóc mà mình cắn luôn nha các bạn ơi. Thực tế là cái vỏ của con cua này khá là mềm. Mình ngồi mình bóc một tí một cho các bạn xem, nó lâu quá. Cái sốt me nó dính vào cái chân này. Mình ăn cái sốt me nó cũng được này. Ngon.
ba con cua này mình tự lựa nhá mà. Các bạn thấy mình tự lựa mà vẫn rất là ngon. Thì cái kinh nghiệm đơn giản của mình là cầm con nào nặng thì mình lấy thôi. Thịt nữa các bạn ạ. Trắng bóc mà. Mời mọi người nha. Ăn nóc hương rồi đi. Ốc hương nè. À, mở các bạn nha. No quá. No mình chứ. Dừng cuộc chơi rồi. Mình vẫn dừng cuộc chơi các bạn. Mình ăn mấy con này nè. Ốc móng tay nè các bạn nè. Hơi nhiều dầu. Móng móng tay người ta xào ngon lắm. Rất là dai và ngọt. Không đầy đủ lớn không? Đặc biệt là ốc móng tay đây mình ăn không bị cán, không bị bở. Có một số quán là mình ăn là cái ốc móng tay này mình ăn và bị cán và mình rất là tức. Và nó làm cho mình ác cảm với cái món ốc móng tay. Cát. Ừ, nó cát đó các bạn. Và nó bở. Nhưng mà cái ốc móng tay ở cái quán này thì nãy giờ mình nói nó dai, ngọt. Mình lựa hết ốc móng tay mình ăn ha. Ngon. Ngon quá bạn. Ngon quá trời nè. À. Rất là đầy đặn luôn. Đây. Có cái con này nè. Con này là cũng đầy luôn các bạn. Do là hình như là nó đã bị rớt cái gạch ở trong giữa này ra này. Đây này các bạn thấy dấu vết gạch này. Đó. Mình chọn 3 con cua phải nói là hoàn hảo. Và mình mới ăn hết một nửa thôi. 3 con là 6 miếng thì mình mới ăn hết 3 miếng các bạn. Cái này mình mang về. Nãy giờ mình ngồi đây review cũng hơn 10 phút rồi. Cũng đủ cho bạn thấy được là cái hải sản đây nó chất lượng. Bây giờ mình sẽ sang cái quầy bên chỗ bán hàng và chế biến mình quay thêm một xíu nữa nha các bạn. Các bạn ơi, đây là chai nước sâm nãy bạn Diễm mua này. Bạn Diễm vừa tính tiền đó, hết 205 ngàn. Rất là rẻ nha các bạn, 3 món. Đây. Cái này mình sẽ mang về nha các bạn. Nước sâm ngon quá các bạn. À, quá đã luôn. Giờ qua bên kia nha. Đấy. Vẫn bán rất là nườm nượp luôn. Cua ngon quá chị. 3 con 100 mà không con nào có vấn đề. Đây này. Cái này là 200 một con này chị. 200 nghìn, phô mai. Phô mai luôn. Quán mình mở từ mấy giờ chị nhờ? 4 giờ mở em bây giờ đó. Bây giờ 4 mấy rồi các giờ. 4 giờ mấy là mở. Tới khoảng mấy giờ là hết chị? Hôm qua 9 giờ tối là hết luôn. 9 giờ tối là hết rồi. Hai của cô nè rồi. Tính tiền đi tôi. Tôm 200. Rồi chị tính tiền cho. Chị gái chủ quán rất là xinh các bạn. Tôm tới là 300. Mình nhắc lại đi thẳng vào trong này là bánh tráng Cát Thi nha. Chắc là bây giờ mình cũng sẽ vào review luôn. Đằng nào mình cũng tới đây rồi. Mình đi vào ăn bánh tráng Cát Thi ha. Bạn Diễm rất là khoái luôn. Chị vui tính mà về bỏ lại có hôm nào dịp ghé thử sạch thế này. Em ở đây mà muốn ăn bánh tráng Cát Thi mà chưa ăn được nữa. Hôm qua xếp hàng 9 giờ tối luôn. Xếp hàng tới 9 giờ tối luôn. Gia đình em xếp hàng 2 tiếng chưa ăn được. Thế thôi mình đi ăn bánh tráng Cát Thi mình ghé vào đây ăn hải sản trước. Rồi xong rồi vào kia. Cái 100 ngàn ba con còn mấy con này. Hồi nãy em vô sao me vô bên bán đây hả? À. Rồi ok. Đấy. Đây, tôm hùm này là 200 ngàn một con nha các bạn. Cua là 100 ngàn 3 con. Cái này là 200 ngàn 3 con, có chân đầy đủ. Chích cua lên thêm nè. Lấy thêm cua. Ờ, mọi người thấy không, đến giờ này là hết cua rồi. Bình thường là chỉ đeo khẩu trang các bạn. Nhưng mà lúc mình quay mình nhờ chỉ bỏ khẩu trang để các bạn thấy mặt biết chủ là ai á. Nên là các bạn yên tâm nha. Đấy các bạn thấy là trong quán ai đeo khẩu trang hết, kể cả mình. Bạn Diễm kia đang đứng đợi rồi. Thôi bây giờ chắc là mình cũng xin được phép kết thúc clip này đây nhé bạn.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như mà các bạn thấy ngon, thấy hay thì có thể ghé để ăn, rồi ghé vào ăn bánh tráng luôn. Còn bây giờ thì mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nha. Cho em làm ruộng.